Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Thị trường công nghệ luôn rộ lên những trào lưu về thiết kế công nghệ mới lạ, điển hình như là camera thỏ thụt có trên smartphone Android. Đây cũng vậy là một bước đột phá cho công nghệ camera. Tuy nhiên thì thiết kế này cũng sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi, và đến thời điểm hiện tại có lẽ là nó đã bị bỏ quên rồi. Vậy thì trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng NT Studio nói qua một chút về vấn đề này nha. Nếu các bạn muốn tham khảo các mẫu smartphone chính hãng tại Di Động Việt thì mình sẽ để link tham khảo ở dưới phần mô tả của video này. Face ID này, camera zoom quang học, màn hình đục lỗ rồi vân tay ẩn dưới màn hình luôn là những đột phá có trên điện thoại smartphone. Nhưng mà camera thỏ thụt mới chính là cái đột phá công nghệ mang lại cảm giác thú vị nhất cho người dùng ở thời điểm bây giờ. Trong khi những công nghệ còn lại đang ngày càng được phát triển và cải tiến, thì camera thỏ thụt lại đang dần biến mất từ khoảng năm 2020, cho dù trước đó đã từng bùng nổ vào năm 2019 với hàng chục sản phẩm được ra mắt từ phân khúc cao cấp cho đến cả phân khúc tầm trung. Để mà nói về camera thỏ thụt thì đây chính là một cái công nghệ quá là đột phá rồi. Đây được xem như là một ý tưởng cách mạng cho điện thoại màn hình tràn viền. Ý tưởng đầu tiên cho công nghệ camera thỏ thụt này là Vivo Apex. Vivo đã áp dụng thành công ý tưởng này lên chiếc Vivo Apex. Chiếc máy này sở hữu tỷ lệ màn hình cộng với thân máy lớn nhất thế giới luôn. Để mà so sánh với camera ẩn dưới màn hình thì camera thỏ thụt vẫn mang lại một cái trải nghiệm vừa tốt này, vừa thú vị cho người dùng. Bên cạnh đó thì hình ảnh cũng không bị hạn chế về chất lượng và sẽ không gặp vấn đề gì về cái khu vực mà chứa camera này. Camera thỏ thụt cũng là một thiết kế mà các hãng sản xuất mang được cái cá tính riêng lên sản phẩm của chính mình. Và cái thiết kế này cũng được gọi là một cái làn gió mới khiến cho thị trường công nghệ bớt nhàm chán hơn ở thời điểm bấy giờ. Chiếc Redmi K20 Pro được Xiaomi trang bị đèn LED có thể tùy chỉnh màu sắc ở đầu camera thỏ thụt, hoạt động giống như là một cái đèn thông báo này. Và thiết bị này cũng cho phép người dùng lựa chọn âm thanh phát ra khi mà máy ảnh được bật lên. Một ví dụ nữa đó chính là smartphone A80 của nhà Samsung, có cụm camera vừa có thể bật lên và xoay 180 độ, hay là Asus Zenfone 8 Flip với camera lật ngược được này, rồi giúp người dùng tận dụng luôn camera này để có thể selfie và có một bức ảnh selfie cực kỳ là chất lượng. Nói về chất lượng ảnh được chụp ra ở camera thỏ thụt thì vào năm 2018 và 2019 được đánh giá rất là tốt, và các chuyên gia cũng đánh giá rằng camera thỏ thụt có chất lượng ảnh chụp ảnh selfie tốt hơn là camera ẩn dưới màn hình. Nói đi thì cũng phải nói lại thôi, tất cả những công nghệ đều có những cái điểm mạnh cũng như là điểm yếu của nó, và camera thỏ thụt cũng không ngoại lệ. Dù cho là camera thỏ thụt được đánh giá khá là cao khi mà cho người dùng có một cái trải nghiệm toàn màn hình nhiều hơn, nhưng mà camera thỏ thụt lại nhanh chóng biến mất vào khoảng năm 2020 cùng với những khuyết điểm khá là lớn. Sự ra mắt của OnePlus 8 và 8 Pro dường như đã đặt dấu chấm hết cho thiết kế camera này, và thay vào đó là thiết kế camera dạng đục lỗ. Điểm yếu lớn nhất của chiếc camera này đó chính là bộ phận cơ khí chuyển động. Độ bền sẽ đánh giá cái sản phẩm đó. Trong khi đó, camera thỏ thụt cứ liên tục bật lên mở số như vậy thì chắc chắn độ bền sẽ không bao giờ là cao rồi. Khi mà cho ra mắt công nghệ camera thỏ thụt này thì chắc chắn các nhà sản xuất cũng phải đánh đổi rất nhiều về không gian ở bên trong chiếc smartphone của mình. Sản phẩm sẽ khó cải thiện về công nghệ cũng như là cải thiện về chất lượng hơn này, và cụm linh kiện của camera thỏ thụt cũng sẽ tốn diện tích hơn, và kèm theo đó là cái quá trình tản nhiệt của nó cũng sẽ khó khăn hơn. Thế nên các nhà sản xuất cũng sẽ khó để nâng cấp được cái dung lượng pin của họ lên. Và trong thời đại 5G này thì các linh kiện dành cho chiếc camera thỏ thụt này chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Và từ đó thì các nhà sản xuất cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc sản xuất cũng như là nâng cấp về chiếc camera này. Nói chung thì camera thỏ thụt biến mất cũng là cái điều bình thường thôi. Ở cái thị trường công nghệ hiện tại thì chắc chắn các nhà sản xuất cũng như là các hãng điện thoại phải tìm ra những công nghệ và những thiết kế phù hợp nhất, tiện lợi nhất dành đến cho người dùng rồi. Ví dụ như là camera đục lỗ đang phổ biến như thời điểm bây giờ chẳng hạn. Đây là một camera có tích hợp tốt hơn này, rồi không có các bộ phận chuyển động, sẽ tăng được cái độ bền dành cho điện thoại của các bạn hơn. Vậy thì các bạn thấy sao về vấn đề này thì hãy để lại ý kiến comment ở dưới video cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio để chờ đón những video tiếp theo nha.